bạn, Amy xin mến chào các bạn trở lại kênh của Amy. Đây là bộ nail Amy đã sơn xong nè các bạn, hơi xong nha, chưa bỏ nước bóng. Bây giờ Amy sẽ vẽ đây, Amy sẽ bỏ ra một tí xíu cái màu xanh này lên cái dĩ này nha. Rồi Amy sẽ bỏ bốn màu nha. Rồi màu vàng Amy bỏ ra đây chuẩn bị vẽ đó các bạn, một tí màu vàng, rồi một tí màu hồng. Bây giờ bắt đầu vô mùa xuân rồi đó các bạn. Rồi một tí màu hồng, xong rồi một tí màu cam. Cam này cũng hơi đậm nè. Rồi bây giờ em mình sẽ dùng một cây cỏ chấm nha. Em mình sẽ dùng màu vàng, em mình chấm ngay đây một chấm nè đó. Rồi bây giờ em mình sẽ màu hồng, em mình chấm ngay đây một chấm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng màu cam nha, cam chấm ngay đây. Rồi màu xanh nè. Rồi mình chấm bốn màu nha. Rồi bây giờ mình cho hơi nha các bạn. Rồi bên đây cũng vậy, màu vàng nè, chấm sẵn. Các bạn thấy màu vàng nó nổi dễ sợ không? Rồi màu hồng. Rồi sau đó em sẽ chấm màu cam, cam ở góc này. Rồi màu xanh đây. Rồi bây giờ em cũng cho hơi nha. Bây giờ những cái chấm này em đều chấm bằng màu keo hết. Rồi bây giờ cái bước thứ hai nữa, em sẽ dùng một cây cọ giả lai nè. Em sẽ lấy chai keo màu trắng nha, cái hiệu keo polish đó các bạn. Rồi bây giờ em sẽ vẽ những cái bông màu trắng trên những cái nhị màu vàng màu hồng này nha. Bây giờ cái bước đầu tiên em sẽ bỏ cái cỏ giả lai vô cái chai treo nè. Em lấy cái nước sơn ở đầu nha. Rồi bây giờ em sẽ xây cái bông nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ xây từng cánh nha. Đó. Cánh dài cánh ngắn là do mình thôi nha các bạn. Rồi nếu mà cánh dài thì mình đặt cho cỏ nó nằm cho nó bẹp xuống rồi mình ấn xuống, còn cánh hoa nó sẽ dài ra. Đó giờ em đi cái bông màu trắng trước các bạn thấy không? Rồi mình đi từng nhánh theo cái nụ nha các bạn. Đây mình đi dây cho rõ ràng cho các bạn dễ nè. Tại vì nếu mà các bạn không chấm cái nhị, các bạn đi từng cánh các bạn ráp lại cái bông nó dễ bị méo lắm. Đó, nó trắng trước. Rồi bây giờ em đi cái hầm hai cái bự nguyên trước ha. Còn hai cái kia là có thể em làm hai cái lẻ đó. Nó có thể nửa bông, chứ nó không có đủ diện tích cho nguyên bông, hoặc là một phần gấp tư của bông thôi. Rồi các bạn thấy không, em chấm nó kéo ra nè. Đó. Cái hoa màu trắng rất là dễ luôn, cái nhị thì mình đổi nha. Bây giờ cái mùa này bắt đầu vô cái mùa hoa đê xì rồi đó các bạn. Nhiều cô khách chọn cái mẫu hoa đê xì cho mì giá lắm. Và bây giờ mì bên đây cánh nè. Rồi bây giờ rồi bên đây nha, bên đây bắt đầu mình đi cái cánh hoa nó nhỏ hơn nè, thì theo diện tích là mình xử lý nha các bạn. Đó, bắt đầu cái bông mà nó không nhất thiết nó phải cái đều với nhau hết. Còn giống như cái hoa này là nó sẽ bị lép nha, cánh ra bên hông mà nó sẽ bự hơn nè. Đó, các bạn thấy là mì đã xong rồi. Còn đây cánh hoa cũng vậy. Rồi cái góc này cho mình đi những cánh nhỏ nhỏ nè, giống như nó bị khuất bên trong đó. Đó mình chấm những cái cánh nhỏ như vậy đó. Rồi như vậy mì đã xong rồi đó các bạn.
cái hoa đê xì rất là đơn giản luôn nha. Rồi bốn cái hoa, hai hoa lớn hai hoa nhỏ đó. Rồi bây giờ em đi cho hai bên đây. Rồi bên đây cũng vậy, cái này mình chủ yếu mình chấm cái nghệ mình đi cho nó đều tay nên nó rất là dễ làm. Bạn thấy mình kéo cái cánh cho nó dài ra, rồi mình cứ theo cái nghệ mà mình xay ra thôi, nó chưa bự nè, mình kéo lại nè, thấy chưa? Bây giờ màu keo rất là dễ vẽ các bạn. Dài. Đây mình sẽ vẽ hai cánh nữa, đây là một cánh nè. Rồi đây mình vẽ ra một cánh, đây mình phải trở tay ha. Đó, dài ở đây. Các bạn thấy các bạn bắt cái nhẹ như vậy các bạn dễ, rất là dễ để mình đi cánh hoa. Khó có bị méo được lắm các bạn. Còn cánh hoa bự hay nhỏ là ăn thua cho mình thôi, mình xây bao nhiêu cánh thôi, cánh dài cánh ngắn là cánh tròn là do mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình xây cái hoa nhỏ nhỏ ra đây. Các bạn thấy cái hoa này nó đơn giản lắm, nó cũng dễ, nhưng mà mình xay không khéo là nó cũng không có được đẹp đâu nha. Rồi góc này mình xay cái hoa nhỏ này nè các bạn, chủ yếu là mình sử dụng cái nước sơn ở đầu cái cọ vẽ thôi ha. Bạn đợi cho mình thấy nghịch tay của mình đi động rồi đó. Dạ mình có thể chùi cái hoa này ra đó, nó rất là dễ để nó màu keo ha. Rồi bây giờ mình đặt lại nè, mình có gấp nó rất là nhỏ, mình đặt ở trong đây giống như mấy cánh nhỏ nhỏ thôi đó. Cánh nó hơi to chút nè. Rồi như vậy là mì đã xong đó các bạn. Rồi bây giờ mì sẽ bỏ qua đây cho hơi nha. Nó các bạn thấy xong 8 cái bông á, thấy nó đơn giản vậy chứ mình cũng phải canh cho nó ngay nha. Chứ mình canh nóng cho nó ngay là nó không có đủ diện tích để mình vẽ, hoặc nó xìu xào qua lại nó không có ra cái nét của cái bông. Rồi bây giờ em sẽ bỏ hai ngón tay cho các bạn coi nè. Đó. Mùa này là nhiều cô khách vẽ cái hoa đê xì lắm các bạn, vậy là đủ màu hết. Rồi các bạn thấy rất là đơn giản không. Rồi bây giờ em sẽ cho hơi tay bên đây. Cái bước sau cùng là mình bỏ nước bấm lên nha các bạn. Em sẽ bỏ lên cái nước có cánh hoa trước là bốn cái hoa luôn, một ngón tay các bạn thấy mình vẽ nó tương đối đều ha, nhìn giống cái trang là cái hoa giả mình dán lên bằng tích cờ vậy chứ không phải vẽ bằng tay ha. Bạn thấy những cái tay nó không có diện tích thì mình vẽ những cái cánh nó lép hơn. Rồi em bỏ nước bấm lên bàn đây luôn. Hôm nay em chia sẻ với các bạn cái cách mà để mình xây cho cái hoa đê xì nó đẹp đó. Trước tiên là mình phải vẽ cái nhị hoa trước để mình xây, là không bao giờ cái hoa nó bị méo hết. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Em xin hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.